Em Đức Kiêu xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Đức Kiêu Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên giao lưu với các bác rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm đến từ shop đấy, những cái sản phẩm kịch độc đấy, những chiếc đồng hồ cổ, những chiếc nhẫn này, những chiếc kính, và hôm nay thêm một cái mặt thắt lưng rất là đẹp và cực kỳ độc đáo. Hy vọng là các bác xem video clip của shop, các bác sẽ ủng hộ nhiệt tình cho những mẫu sản phẩm của shop lên trong phiên ngày hôm nay nhé. Đấy, em xin phép được lên mã đầu tiên. Mã đầu tiên trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Oren các bác này. Đấy, hôm nay tiếp tục lên sóng một chiếc Oren các bác nhá. Đấy. Rất đẹp các bác ạ. Đấy, chiếc này thì rất là đặc biệt. Đấy. Được thiết kế kim đĩa với bộ cặp số và kim giờ đổi màu các bác nhá. Đấy. Xanh đỏ tím vàng, đấy. Hồng này, đấy, lục lam tràm tím này, đấy. Một chiếc đồng hồ Oren với thiết kế đấy, kim đĩa đổi màu đấy, với rất nhiều màu sắc rực rỡ. Em đo size nhé, size cho các bác, size là 41 ạ. Một chiếc Oren chính hãng đến từ Nhật các bác nhé, size là 41. Các bác có thể nhìn thấy trên nền của mặt số này, mặt số được thiết kế kim đĩa quay ở giữa nhé. Đấy, với đấy, bộ kim giờ đổi màu đấy, cứ khi nào mà quay đến cái giờ nào nó sẽ đổi ra cái màu của giờ đấy các bác nhé. Đấy, đấy, màu vàng này. Đấy. Màu xanh này, đấy. Rất độc đáo các bác ạ. Đấy, chiếc này thì zin hết nguyên bản cả dây cả khóa các bác nhé. Một chiếc Oren chính hãng đến từ Nhật, made in Japan này. Đấy, Oren Watch Core. Cho các bác chiêm ngưỡng bộ máy bên trong. Đấy. Đấy, bộ máy Oren chính hãng đến từ Nhật. Đấy. 21 chân kính các bác nhé. Đấy. Đấy, size 41 các bác ạ. Toàn bộ phần thân vỏ được thiết kế là thép inox các bác nhá, thép inox sáng bóng luôn. Rất là mềm mịn, rất là mượt. Đấy, dây khóa zin hết đến từ hãng thương hiệu Oren. Một chiếc Oren đời mới chính hãng, đẹp tuyệt vời các bác nhá. Đấy, gần như là không có một chút gọi là hàng đã qua sử dụng nhưng mà không bong chóc, không xước sát một chút nào các bác ạ. Đấy. Độ mới hoàn hảo. Đấy. Chiếc Oren mã số 1 trong phiên ngày hôm nay nhá. Đấy. Mã số 1 bên em để cho các bác là 2.600.000 đồng nhá. 2.600.000 đồng, dây dài các bác đeo thoải mái. Đấy, 2.600.000 đồng các bác nhá. Đấy, các bác nào tay to các bác đeo thoải mái cho em. Đấy, chưa kể là còn thu thêm hai mắt nữa các bác. Đấy, thu thêm hai mắt vào nữa này. Đấy. 2.600.000 đồng ạ. Đấy, chọn mã số 1 cho chiếc Oren zin hết nguyên bản 100%. Đấy, kính sapphire chống xước các bác, độ mới hoàn hảo. Đấy, mã số 1 cho em cho phiên ngày hôm nay là 2.600.000 đồng ạ. Tiếp theo em lên mã số 2 giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ của Nga các bác nhé. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ phiên bản hải quân. Đấy, thủy quân các bác này. Đấy, với tàu chiến Bostok. Đấy, một chiếc đồng hồ Bostok tàu chiến phương Đông. Đẹp chưa các bác ơi? Đấy, liềng xoay nhá. Đấy, liềng thiết kế liềng xoay. Liềng xoay với các cái cọc số này, các cái cọc số. Đấy, thang đo. Đấy, được thiết kế lổi gồ các bác ạ. Đấy, rất là độc đáo luôn. Đấy. Trên nền mặt số là các cái cọc số học trò các bác nhá. Các cọc số học trò. Đấy, một ô 3 kim, một ô cửa lịch góc 3 giờ. Đấy, các bác nhìn này, một hình thuyền tàu chiến các bác ạ, răng buồm ra khơi này. Đấy. Đấy, những cái bản quân đội của Nga rất độc đáo các bác nhá. Đấy, các bác nhìn phần vỏ này. Phần vỏ được thiết kế bát giác, bát giác với các góc cạnh, nhưng mà góc này là góc tròn các bác nhá. Đấy, các cái góc hình cung các bác ạ, không phải là góc thẳng. Đấy, mà được thiết kế những cái kiểu góc hình cung. Đấy, rất là độc đáo luôn. Chiếc Bostok. Đấy, một mã sản phẩm chính hãng đến từ Nga. Các bác nhìn đáy này. Logo đại bàng nổi. Đấy. Em đo size nhá. Size này trước này là 38.5 các bác ạ. Sai mặt là 38.5 nhá. Một chiếc đồng hồ Bostok đến từ Nga. Phần vỏ trắng để lúm chỉnh giờ được thiết kế độc đáo ở góc 1,5 giờ. Đấy, lúm này là lúm cổ chai các bác nhá. Hướng dẫn các bác sử dụng lúm cổ chai thì các bác phải xoáy ren ra. Đấy, xong rồi các bác lên dây này. Đấy, các bác lên cót này. Đấy, xong có các bác muốn chỉnh giờ thì các bác giật ra. Đấy, chỉnh giờ. Đấy, xong rồi các bác lại đóng lúm vào. Đấy, một chiếc đồng hồ Bostok tuyệt đẹp. Độ mới hoàn hảo các bác nhá. Mã số 2 trong phiên ngày hôm nay giao lưu với các bác là 900.000 đồng. Đấy, chỉ có 900.000 đồng thôi cho mã số 2 cho chiếc bốt tóc ngày hôm nay. Đấy, 900.000 đồng các bác nhá.
số 2. Đấy, mã 09900. Tiếp theo em lên mã số 3. Mã số 3 giao lưu với các bác một chiếc Casio G-Shock này. Đấy, một chiếc Casio G-Shock đến từ Nhật nhá. Đấy. Đấy. Chiếc này thì đẹp các bác ạ, rất đẹp luôn. Đấy, được hiển thị trên mặt là hiển thị bộ kim cọc, cọc số digital các bác ạ, digital hiển thị các bộ cọc số này. Đấy, bằng chữ số các bác nhá. Đấy, tiếp tục là hiển thị bằng kim cọc các bác ạ. Một chiếc đồng hồ G-Shock đến từ Nhật các bác nhá. Đấy, G-Shock chính hãng luôn, rất đẹp. Đấy, dây khóa zin hết, dây khóa zin hết. Size mặt là 50. Đấy, size mặt là 50. Những cái sản phẩm dòng đồng hồ thể thao các bác đeo, những sản phẩm này các bác có thể đi chơi thể thao rất là ok. Đấy, vừa có thể theo dõi giờ theo đấy, hiển thị theo bộ kim cọc cũng như là hiển thị đấy, hiển thị giờ theo digital các bác nhá. Đấy. Touch solar này, đấy. Đấy, có rất là nhiều các cái chức năng. Đấy, bấm này, đấy chỉnh giờ này, xong rồi bấm này chỉnh các chức năng. Đấy. Chiếc này size 50 các bác, dây khóa vỏ thép. Vỏ thép inox dây khóa nguyên hết. Lên tay cho các bác xem. Chiếc đồng hồ Casio G-Shock. Đấy. Chạy bộ máy pin chính hãng của Nhật các bác nhá. Đấy, mã số 3 trong phiên ngày hôm nay để cho các bác là 800 ngàn đồng. 800 ngàn đồng ạ, cho mã số 3 nha các bác nhá. Đấy. Giá quá tốt luôn. Chốt cho em mã số 3 chiếc Casio là 800. Đấy, rất đẹp các bác ạ. Đấy, mặt hiển thị các cọc số. Đấy, và các ô hiển thị cọc số digital. Đấy, rất là đẹp, có 800 ngàn đồng thôi cho em mã số 3. Đấy. Hôm nay bên em về một lô sản phẩm đồng hồ đẹp, giá bình dân chiên cho các bác. Thêm một chiếc đồng hồ Lijan này các bác nhá, Lijan. Đấy, một chiếc đồng hồ đến từ Nhật này. Đấy, Lijan. Phiên bản là liềng xoay các bác nhá, liềng xoay benzen, liềng xoay. Đấy. Các bác nhìn lại mặt xanh. Mặt xanh với thiết kế 3 kim, 2 ô cửa lịch cấp 3 giờ. Đấy, các cọc số đặt vòng tròn quanh này để gắn dạng quang các bác nhá. Bộ kim cọc số dạng quang. Đấy, niềng màu lâu. Các bác rất đẹp. Một chiếc đồng hồ cực kỳ nhiều màu sắc các bác. Em này size 37 các bác nhá. Size 37, một chiếc đồng hồ Lijan đến từ Nhật. Đấy, một chiếc đồng hồ hàng nội địa chính hãng luôn. Đấy, vỏ là thép inox stainless steel back. Chạy bộ máy lên cót tay 17G. Đấy, niềng xoay các bác nhá. Đấy, niềng xoay thì để giúp các bác sử dụng, các bác có thể đo thời gian để đo thời gian. Đấy, cũng như là làm tô điểm thêm cho cái dòng sản phẩm trang sức để nhìn trông rất là khỏe khoắn và thể thao. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ phiên bản cổ các bác nhá, phiên bản cổ với size 37. Em lên tay cho các bác chiêm ngưỡng này. Để tay cho các bác chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ Lijan nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ cực kỳ nhiều màu sắc, rất độc đáo và ấn tượng. Đấy, trong phiên ngày hôm nay bên em để cho các bác là 1.400.000 đồng nhá. 1.400.000 đồng. Đấy, chính hãng luôn, hàng đẹp các bác ạ. Tuyển chọn đến từ shop. Máy cơ cót chạy cực kỳ bền bỉ. Đấy, bộ kim giờ phút gắn dạ quang phát sáng trong đêm. Đấy, dây khóa cổ tay. Đấy, để cho các bác chiếc Lijan mã số 4 là 1.400.000 đồng. Tiếp tục em lên mã số 5 giao lưu với các bác. Đấy, các bác đã giao lưu với bên em thì các bác đều biết rồi, shop thì lựa hàng rất là kỹ, cực kỳ tuyển chọn này. Hàng bên em lên thì không có hàng xấu các bác nhé, toàn là hàng chất lượng và cực kỳ zin. Đấy, các bác đeo đấy, còn lâu mới hỏng được luôn. Đấy, so với giá trị của những chiếc đồng hồ chính hãng thì nó quá rẻ các bạn, nó rẻ hơn rất nhiều lần. Đấy, các bác mua bên em, đấy, bên em sẽ bảo hành cho các bác, sẽ có thẻ bảo hành đàng hoàng đầy đủ. Đấy, các bác yên tâm, thiện chí các bác giao lưu với shop. Đấy, có điều kiện các bác cứ giao lưu với bên em. Đấy, em lên một chiếc đồng hồ Everest. Một chiếc đồng hồ Everest đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ gần như là hàng NOS, mới tinh các bạn, mới tinh, không một tí vết các bác nhá. Đấy, các bác thấy em siêu tầm đồng hồ không? Toàn hàng đẹp, hàng tuyển giao lưu với các bác, mới tinh. Các bác nhìn đáy này, bóng loáng luôn, vỏ mới keng các bạn, gần như là không có một chút vết nào. Đấy, phải chăng thì là những cái hạt bụi nhỏ xíu li ti. Đấy, không đáng kể các bác nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ Everest mặt trắng các bác ạ, mặt trắng với thiết kế 3 kim, một ô cửa lịch để vuông, đấy, nhỏ gọn góc 3 giờ. Các cọc số đôi
mạ vàng cài đá đen, rất nổi các bác nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ Everest phiên bản Thụy Sĩ, chính hãng, đẹp tuyệt vời. Size là 33.5 các bác nhá. Gần như là chiếc này các bác nhận hàng không đẹp bên em không lấy tiền ạ. Đấy. Bán cho các bác là phải chuẩn đồ, chuẩn hàng và phải đúng theo quảng cáo các bác nhá. Đấy. Không lừa gạt, không bỏ rơi, khách hàng không lừa gạt. Đấy. Các bác có duyên có cơ hội vào xem video clip của shop ngày hôm nay. Đấy, thì các bác cảm thấy bên em bán hàng dễ thương. Đấy, bên em bán hàng uy tín, đấy, chuẩn chỉ thì các bác ủng hộ cho shop. Đấy, chiếc Everest một phiên bản Thụy Sĩ các bác nhá, cổ điển. Đấy, sản xuất những năm thập niên 60 ạ. Đấy. Size 33.5. Với cơ chế bộ máy lên cót tay 17 chân kính. Đấy. Đây là một chiếc đồng hồ rất đáng chơi và có mặt trong bộ sưu tập của các bác ngày hôm nay. Đấy, mã số 5. Mã số 5 cho chiếc đồng hồ Everest. Bên em giao lưu với các bác là 2.8 triệu nhá. Đấy, tri ân các bác có 2.8 triệu thôi. Đấy, tất cả đồng hồ còn đẹp mới, dây toàn dây tay các bác, dây khóa tay. Đấy, nó rất là dày dặn và ý chất. Đấy, lên tay cho các bác bao đẹp luôn. Đấy, bao đẹp, không đẹp không lấy tiền, không đẹp giả lại tiền các bác luôn nhá. Đấy. Mong muốn là những cái sản phẩm đẹp, những cái sản phẩm tốt và chất lượng đến tay đấy, các quý khách hàng đấy, các quý khách hàng thân yêu đấy, luôn đồng hành ủng hộ cùng shop đấy, nên là các bác chốt mẫu nào thì bên em sẽ tư vấn rất là nhiệt tình và kỹ lưỡng cho các bác nhé. Chiếc Everest mã số 5 2.8 triệu này. Tiếp theo em lên mã số 6 cho các bác. Mã số 6 là một chiếc đồng hồ đến từ Mỹ các bác. Một chiếc đồng hồ chính hãng thuộc thương hiệu Kenneco đấy. Kenneco New York này đấy. Kenneco New York đấy. Chính hãng các bác ạ. Chiếc này thì cực kỳ dày các bác nhá, rất dày, rất nặng luôn. Phần vỏ thép đúc, phần dây này các bác nhìn này, những cái mắt hạt mắt đấy, những cái hạt mắt này đấy. 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 Những cái thanh các bác ạ, đấy những cái thanh đấy, thanh gỗ các bác ạ, đấy. Trụ đấy, rất là to và cực kỳ dày bản, dây còn rất dài các bác nhá. Đấy, vỏ thì là thép đúc đặc. Đấy, thép inox đục đặc sáng bóng. Một chiếc đồng hồ Kenneco của New York. Em này size mặt là 32 này. Đấy, chiếc này là chiếc đồng hồ form chữ nhật các bác nhá. Size 32 x 40. Đấy, kiểu dáng form chữ nhật. Đấy, hiếm lắm thì mới có những cái sản phẩm kiểu dáng form chữ nhật mà nó đẹp thế này các bác ạ. Đấy, rất độc ở những ở bộ dây các bác ạ. Bộ dây với những cái mắt xích các bác nhìn này, nó nổi lên này. Đấy, các mắt xích nổi lên. Đấy, rất là dày và cực kỳ nặng luôn. Các bác đeo trên tay những cái chiếc đồng hồ này, các bác cảm nhận luôn là toàn là những dòng sản phẩm xịn, những cái dòng sản phẩm chính hãng. Đấy, một chiếc đồng hồ Kenneco New York đến từ Mỹ các bác nhá. Đấy, chạy bộ máy pin chính hãng. Đấy, và dây khóa zin hết các bác nhá. Dây khóa là khóa này là khóa bấm hai đầu, các bác bấm hai đầu. Đấy. Các bác bấm hai đầu. Đấy, dây còn cực kỳ dài luôn ạ. Phù hợp với các bác là tay to nhá. Đấy, chiếc này là size là 32 x 40 form chữ nhật mà. Các bác là tay to các bác đeo càng đẹp ạ. Mặt được thiết kế hai lòng các bác nhá. Hai lòng hình chữ nhật như một bức tranh ấy. Đấy, một bức tranh các cọc số thiết kế theo phong cách chéo. Đấy. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, chiếc Kenneco New York mã số 6 ngày hôm nay. Mã số 6 em giao lưu với các bác là 1.2 triệu nhá. Đấy, để tri ân có 1.2 triệu thôi. Đấy, các bác chốt lên cho em mã số 6. Toàn những sản phẩm đẹp, sản phẩm chất. Chiếc này lên tay thì cực kỳ nặng và đầm tay các bác nhé. Tiếp theo em lên mã số 7 cho các bác. Mã số 7 là một chiếc đồng hồ Rado. Đấy, một chiếc đồng hồ Rado mặt khói các bác ạ. Mặt khói này. Đấy. Mặt đen khói các bác nhé. Đấy, Rado. Rado Brigade. Đấy, một phiên bản cổ điển các bác ạ, mặt màu đen, đen khói này. Đấy, size mặt là 35. Size mặt là 35 các bác nhá. Đấy. Một chiếc đồng hồ Rado chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này thì zin hết nguyên cả dây cả khóa này các bác, đấy nguyên cả dây cả khóa luôn nhá. Đấy, đáy là logo ba ngựa dòng 3 sao. Đấy, chạy bộ máy cơ automatic. Cho chiếc Rado chạy bộ máy cơ automatic chuẩn chỉ, núng zin. Gần như là chiếc này là một cái sản phẩm chính hãng mà zin hết các bác nhá. Đấy, zin cả dây cả khóa luôn. Đấy.
đẹp, độ mới đẹp các bác ạ, hoàn hảo. Đấy. Các bác chiêm ngưỡng đi. Đấy, mặt thiết kế mặt hai màu, màu đen khói các bác ạ. Đấy. Rado Brigade. Chạy bộ máy cơ automatic của Thụy Sĩ, phiên bản cổ các bác nhá. Đấy, 3 kim 1 ô cửa lịch khóc 3 giờ. Các cọc số mạ vàng, à các cọc số màu trắng các bác nhá, màu trắng này. Đấy, gắn dạ quang. Đấy, toàn bộ cái bộ kim và cọc số khi các bác đi đêm nó sẽ phát quang nha các bác nhá, phát sáng luôn ạ. Rất là nổi bật và cực kỳ độc đáo. Đấy. Dây khóa thì đấy, còn thừa mắt, còn thừa ra một mắt các bác nhá. Em đeo cũng khá là dài đấy, em đeo lên tay em nhỏ mà. Đây ạ. Các bác thấy lên tay. Đây. Đấy, thì còn dư ra một lỗ nữa để các bác kéo ra đấy. Nói chung là tay các bác 17, các bác đeo thoải mái, ok luôn, vô tư luôn nhá. Đấy. Chiếc đồng hồ Rado Brigade. Đấy, phiên bản logo 3 cá ngựa 3 sao. Đấy, mặt dạ quang, cọc số dạ quang này. Đấy. Mặt đen xám khói. Đấy. Thiết kế 3 kim 1 ô cửa lịch, kiểu dáng form cũng rất là độc đáo. Đấy. Chiếc Rado ngày hôm nay nhá, đại zin hết 100%, độ mới hoàn hảo, không một tí vết. Bên em để cho các bác Rado mã số 7. Mã số 7 là 2.600.000 đồng các bác nhá. 2.600.000 thôi. Tri ân rất nhiệt tình, rất mạnh mẽ cho các bác ạ. Có 2.600.000 trong một chiếc đồng hồ Rado cơ tự động zin hết. Đấy, độ mới hoàn hảo. Đấy, giá quá tốt. Đấy, các bác cứ đi tham khảo thoải mái ở những shop khác ạ. Đấy, các bác so sánh với bên em nhá. Đấy. Hàng xấu thì các bác đừng so sánh các bác nhá. Đấy, bên em nói luôn. Đấy, hàng xấu thì các bác đừng so sánh với bên shop em. Đấy. Còn hàng đẹp thì các bác lại so về giá, xem giá có tốt không. Đấy. Biết là mọi sự so sánh thì đều là khập khiễng rồi. Đấy, nhưng mà đấy, chúng ta dựa vào những cái so sánh ấy để chúng ta định giá, để đánh giá cái chất lượng hàng của shop cũng như là độ bán hàng có uy tín không các bác nhá. Đấy. Ngày nay thì thị trường công nghệ thì thị trường thì rất là nhiều đúng không? Rất là nhiều người bán, công nghệ phát triển. Đấy. Cho nên là các bác mà để mà lừa các bác rất là khó, đấy, không thể lừa được đúng không? Đấy. Bên em cứ làm thật, làm chắc. Đấy, xây dựng uy tín thương hiệu từ những ngày đầu. Đấy, bán cho các bác những cái dòng sản phẩm từ giá trị bình dân đến giá trị cao cấp, nhưng mà mỗi một cái sản phẩm bên em đều để lại cho các bác những cái ấn tượng. Đấy. Đấy. Cái niềm vui, những cái niềm yêu thích. Đấy, các bác mua được những chiếc đồng hồ đẹp. Đấy, các bác phù hợp, thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra. Các bác đeo thấy đẹp. Đấy, các bác đeo đi chơi, giao lưu, được mọi người khen là các bác vui. Đấy. Đấy. Chiếc đồng hồ T-shirt nhá. Em lên một chiếc đồng hồ T-shirt này. Chemise de Toilette Powermatic. Một chiếc đồng hồ T-shirt chính hãng các bác nhá. Một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Em này size 42 các bác. Size 42. Đấy, T-shirt Chemise de Toilette này. Đấy. Chính hãng các bác ạ. Đấy, size mặt là 42 nhá, không tình núm, vỏ là thép inox. Đấy, đây là một phiên bản T099407A. Đấy, khắc series đằng sau các bác nhá, check thoải mái luôn cho em. Đấy, lộ cơ lộ máy này. Đấy, T-shirt 1853 cho các bác nhìn chiêm ngưỡng bộ máy chính hãng của thương hiệu T-shirt. Ok chưa? Đấy, dây khóa là dây khóa Dermy nhá. Đấy. Đấy. Là thiết kế giữa hai màu trắng và vàng đan xen các cái mắt, đấy, mắt trắng và mắt vàng đan xen lẫn nhau. Đấy, một chiếc đồng hồ T-shirt đến từ Thụy Sĩ, một phiên bản chính hãng các bác ạ. Chính hãng. Đấy, phần vỏ là thép inox này. Đấy. Dây khóa zin hết. Đấy, nguyên bản các bác nhá. Cực kỳ đẹp. Đấy, kính sapphire chống xước. Em lên tay cho các bác chiêm ngưỡng ạ. Đấy, nếu như các bác mua những cái chiếc đồng hồ chính hãng ở ngoài thì giá trị của nó rất là cao, đấy, rất là đắt đỏ. Nhưng khi các bác mua cái hàng đã qua sử dụng cũ, đấy, nhưng mà vẫn còn đẹp, vẫn còn mới tại shop, thì các bác được hưởng cái lợi ưu đãi rất là lớn với cái mức giá, đấy, rẻ khoảng đấy, hơn một nửa các bác nhé, hơn một nửa. Đấy, chiếc T-shirt ngày hôm nay, một phiên bản chính hãng, đấy, cái dòng Powermatic 80 các bác nhé. Đấy, cái dòng này là cái dòng chữ cót có thể lên đến 80 tiếng các bác ạ. Đấy, là rơi vào khoảng gần 3 ngày các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác đeo những cái dòng sản phẩm này ạ, đấy, không bao giờ nó chết các bác ạ. Đấy, không bao giờ nó chết giữa đường các bác nhá. Đấy, kể cả khi các bác không đeo, các bác bỏ ra, các bác lắc hoặc các bác lên cót, đấy, nó sẽ chữ cót liên tục luôn. Đấy, trong khoảng 3 ngày không chết. Đấy, đây là những đặc điểm của những cái dòng sản phẩm này. Đấy, chiếc T-shirt ngày hôm nay zin hết nguyên bản, độ mới rất là cao.
Đấy, thiếu mỗi full box thôi các bác nhá. Bên em để cho các bác có 5 triệu đồng thôi. Đấy, có 5 triệu đồng cho một chiếc t-shirt chính hãng. Đấy, bao chuẩn, bao đẹp nhá, bao xịn luôn. Đấy, các bác cứ đi về thẩm định. Đấy, các bác mang tiệm, các bác đi ra bệnh viện đồng hồ thẩm định. Đấy, không đúng hàng bên em trả lại tiền các bác thôi. Đấy, ok chưa? Đấy, để cho các bác chiếc t-shirt ngày hôm nay 5 triệu nhá. Đấy, cho mã số 8 giá quá rẻ. Đấy, tiếp theo em lên mã số 9 cho các bác. Mã số 9 giao lưu với các bác này là một chiếc đồng hồ Zodiac. Đấy, các bác thấy hôm nay lên rất nhiều hàng độc, rất nhiều hàng độc, hàng đẹp. Uso quả Zodiac này các bác này, quả Zodiac Sea Dragon các bác nhá, dòng biển. Đấy, đây là một phiên bản đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Đấy, của thương hiệu Zodiac này. Đấy, các bác thấy quả dòng biển chất lượng chưa? Quả dòng biển khắc sâu nổi đằng sau đáy. Đấy, em này size 42 nhá. Đấy, các bác nào tay càng to các bác đeo càng đẹp. Dòng sản phẩm đồng hồ size to. Đấy, các bác nào tay nhỏ thì các bác chơi hàng cổ, các bác tay to các bác chơi hàng đời mới chính hãng. Đấy, một chiếc đồng hồ Zodiac zin nguyên hết, zin cả dây, cả dây cả khóa các bác nhá. Đấy, Zodiac chính hãng này. Này, Zodiac chính hãng luôn này. Ok chưa các bác? Này, đấy logo dòng biển này, Sea Dragon nhá, dòng biển lổ nhá, khắc này. Họa tiết cực kỳ nét, nét căng. Một chiếc đồng hồ Zodiac phiên bản. Đấy, phiên bản Thụy Sĩ các bác ạ. Đấy, vành thiết kế giật một cấp, băm khía quanh viền, vỏ là thép inox toàn thân. Đây là một chiếc đồng hồ chạy máy pin các bác nhá, máy pin 3 lùm 6 kim. Chạy bộ máy pin dòng 3 lùm 6 kim Cholometer. Đấy, một ô cửa lịch lọc góc 6 giờ các bác. Một ô cửa lịch lọc góc 6 giờ. Đấy, một chiếc đồng hồ Zodiac. Đấy, chiếc này thì bộ kim và cọc số tiếp tục các bác ạ. Đấy, gạ quang phát sáng trong đêm các bác nhá. Khi bác đi đêm thì tất cả những cái kim giờ và các cái cọc số này đều sẽ phát sáng hết. Đấy, quá đẹp, quá chất lượng các bác ạ. Một chiếc đồng hồ chính hãng. Đấy, hàng sưu tầm, hàng cổ các bác nhá, zin hết. Đấy, đặc biệt là bộ dây zin của nó các bác ạ. Bộ dây zin này các bác nhìn thấy sao nó dày không? Dày thế. Đấy, đồng hồ vỏ dày không? Đấy, rất là dày. Thiết kế hở lỗ nhá, thoáng. Đấy, gió lùa thoáng mát. Đấy, không phải ra mồ hôi tay. Đấy, em lên tay cho các bác xem chiếc Zodiac, một siêu phẩm kịch độc trong phiên ngày hôm nay. Siêu phẩm kịch độc có 102 các bác. Xin hết. Đấy, form vuông mà size 42 nhá. Đấy, độ mới thì là hoàn hảo. Quá chất lượng cho chiếc đồng hồ Zodiac ngày hôm nay. Đấy, các bác thấy chưa? Các bác mà có cơ hội mà được sở hữu cái dòng sản phẩm này, em khẳng định luôn các bác đeo khoảng chục năm nữa cũng không hỏng được nhá. Đấy, trừ khi là đồng hồ hết pin thì thay pin thôi. Đấy, chiếc này nó chạy cái bộ kim dây ở góc bên phải đây nhá. Đấy, kim dây này. Đấy. Đấy. Cả kim dây này luôn, chạy hai kim dây luôn các bác. Đấy. Bộ máy Cholo mà chạy đến hai kim dây. Đấy, bấm vào phát lại dừng. Đấy, chất chưa? Tất cả mọi chức năng hoạt động ok các bác nhá. Đấy, và giờ lịch tất cả đều nhảy. Đấy, bên em đã test kỹ, kiểm tra kỹ cho các bác trước khi gửi rồi. Đấy, chiếc đồng hồ Zodiac ngày hôm nay mã số 9 ạ. Mã số 9 1.900.000 đồng nhá. 1.900.000 đồng các bác ạ. Đấy, giá quá tốt. Chiếc đồng hồ hàng xịn zin. Đáy logo như thế này rất hiếm, những chiếc đồng hồ mà có đáy logo rồng các bác nhá, rồng biển này. Đấy, Sea Dragon. Đấy, chiếc đồng hồ này thì các bác đi mưa rửa tay ok. Đấy. Đấy, còn những cái sản phẩm mà hàng cổ thì các bác nhá, lý cho em một chút là không chấm nước nhá. Đấy, những cái dòng sản phẩm chính hãng đời mới. Đấy, thì có thể đi mưa rửa tay ok. Đấy, 1.900.000 đồng các bác nhá. Chốt cho em mã số 9 này. Tiếp theo em lên mã số 10 cho các bác. Mã số 10 là một chiếc đồng hồ Mathei T-shirt. Đấy, một chiếc đồng hồ Mathei T-shirt. Đấy, chiếc này phiên bản Thụy Sĩ nhưng mà lại chạy máy pin của Nhật nhá các bác. Đấy, một chiếc đồng hồ kịch độc. Đấy, siêu phẩm, tiếp tục lên siêu phẩm giao lưu với các bác. Dày như dát vàng luôn các bác ở đây. Đấy, dày như dát vàng luôn. Các bác thấy chất chưa? Chất chưa? Đây. Các bác đeo chiếc đồng hồ này trên tay không thì các bác đeo một cái sợi dây vàng trên tay này. Đấy, kích độc. Đấy, Mathei T-shirt lại còn form chữ Nhật, form tanh nhá. Đấy, form tanh hiếm có luôn. Em đo size là 27. 27 x 32. 27 x 32 các bác nhìn này, mặt này.
mặt trắng với các vân ô vuông caro chéo đấy, tạo điểm nhấn nhá. 3 kim một ô cửa lịch góc 3 giờ. Các bác nhìn phần vỏ đây, phần vỏ tiếp tục là các cái hoa văn họa tiết cổ khắc điêu khắc ở phần ngang vỏ đấy, hai bên nhá, đẹp chưa. Đấy là thép inox matey t-shirt luồn dây đấy, các bác luồn vào đây bấm này, bấm tạch phát là xong các bác nhá. Các bác luồn khó này, các bác bấm tạch phát là xong. Mắt thì các bác lại có các cái lỗ này, có thể tháo được các cái mắt này ra nhá. Đấy, ok chưa các bác ơi. Đấy, đẹp chưa. Đấy, lên tay cho các bác chiêm ngưỡng này. Úi xời, siêu phẩm, siêu phẩm mã số 10 Matey t-shirt máy pin ngày hôm nay, để cho các bác 1.400.000 đồng nhá. 1.400.000 đồng, giá cực tốt, giá cực kỳ tốt, ưu đãi dành tặng cho các bác. Đấy, 1.400.000 đồng cho chiếc đồng hồ Matey t-shirt mã số 10 ngày hôm nay. Tiếp theo em lên mã số 11, giao lưu với các bác một chiếc nhẫn bạc nha. Đấy, một chiếc nhẫn bạc. Đấy, chưa biết đây là các cái họa tiết gì các bác ạ. Chưa biết đây khắc họa tiết gì. Đấy, hai bên phần ngang nhẫn khá là đẹp với viên đá. Đấy, đá màu đen. Đấy, một cái viên đá thiên nhiên màu đen. Đấy, một chiếc nhẫn bạc. Em đo kích thước size cho các bác nhé. Size tay, size ngang là 20 các bác ạ. Size ngang là 20. Đấy, một chiếc nhẫn bạc đúc các bác nhé. Một chiếc nhẫn bạc đúc nguyên khối. Đấy, với thiết kế kiểu dáng rất là hay. Đấy, lên tay cho các bác này, đẹp chưa. Viên đá thiên nhiên màu đen nhé. Đấy, với các cái vòng cung các bác. Vòng cung này, tạo các cái vòng cung đính đá xung quanh. Đấy, tạo điểm nhấn hai bên thì khắc cái là họa tiết cổ, em cũng chưa hình dung ra đây là họa tiết gì các bác. Đấy, đấy, tiếp tục mời các bác thẩm nhá, mời các bác nào đấy, hiểu biết đấy, các bác thẩm giúp em đấy, kiến thức của thế giới nó là vô hạn các bác đấy. Và bên em thì đấy, mặc dù kiến thức kinh nghiệm thì cũng nhiều, nhưng mà nhiều mẫu thì chưa va chạm, chưa tiếp xúc đấy, nên là vẫn phải hỏi các bác nhá. Đấy, chiếc nhẫn bạc ngày hôm nay mã số 11 để cho các bác là 800.000 đồng nhá. Đấy, rất là đẹp các bác ạ. Đấy, size to, size 20. Đấy, có 800.000 đồng nhá, chốt cho em mã số 11. Tiếp theo em lên mã số 12 này. Mã số 12 ngày hôm nay thì phải gọi là một viên một chiếc nhẫn kịch độc. Một chiếc nhẫn thuộc họ nhà rồng, các bác nhìn đấy, hai bên thân khắc của hình rồng nhá các bác nhá. Đấy, rồng vảy rồng này, đấy, đầu rồng vảy rồng. Đấy, đây là một chiếc nhẫn đá ruby các bác, một chiếc nhẫn đá ruby nhá. Đấy, đấy, 417 có khắc triện chỉ số 417 các bác. Đấy, 417 là vàng 10k ADDP. Đấy, trọng lượng là 4 chỉ 3 vàng nha các bác nhá. Trọng lượng là 4 chỉ 3 vàng. Đấy, một chiếc nhẫn đá ruby các bác nhìn thấy chất chưa. Đấy, đấy, được thiết kế 4 góc đúng không, 4 góc tạo thành 4 cái chân đấy, để nâng cái viên đá này lên. Đấy, em đo size cho các bác nhé. Đo size này, size ngang nhẫn là 20. Size ngang nhẫn là 20 đấy, dành cho các bác nào tay to các bác chơi. Đấy, đấy, có lên quả tay quả này thì gọi đỉnh luôn các bác, đỉnh cao luôn. Đấy, cả cái chiếc nhẫn này nhá, trọng lượng là 8 chỉ rưỡi các bác ạ, thì viên đá của nó cũng phải rơi vào khoảng 4,5 chỉ các bác, 4 chỉ cho cái viên đá này. Đấy, rất to, một chiếc nhẫn với viên đá ruby cực kỳ to các bác ạ. Đấy, nhẫn vàng 10k các bác nhá. Đấy, khắc điêu khắc hình rồng, đấy, hình rồng vảy rồng đấy, hình đầu rồng vảy rồng rất đẹp, họa tiết logo nổi sắc nét, các bác nhìn viên đá thiên nhiên. Đấy, em soi đèn vào cho các bác này, chiêm ngưỡng này. Đấy, chuẩn là đá ruby, đá thiên nhiên các bác nhá. Đấy, bán cho các bác không chuẩn đồ, không lấy tiền. Đấy, không chuẩn vàng, không chuẩn những cái món trang sức, không lấy tiền các bác. Đấy, các bác biết rồi. Đấy, một cái bài viên đá ruby nhỏ, giá trị nó đã vài trăm ngàn đồng rồi. Đây các bác biết là cái viên này nó rất to. Em sẽ đo kích thước đường kính cho các bác. 2,6 cm các bác nhá. Đấy, bình thường những chiếc nhẫn nó chỉ rơi vào khoảng từ 1 đến 1,5 thôi, chiếc này nó đến 2,6 các bác ạ. Đấy, gần gấp đôi rồi. Nó quá to các bác ạ. Đấy,
nhẫn được đánh thiết kế cũng rất là to với size 20. Đấy, trọng lượng là 4 chỉ 4 vàng các bác nhá. Đấy, 4 chỉ 4 vàng. Đấy, chiếc nhẫn ruby đá thiên nhiên đá đỏ tuyệt đẹp ngày hôm nay. Đấy, một chiếc nhẫn rất đáng chơi. Đấy, các bác đeo trên tay thì bác nào tay to bác đeo cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy. Bên em để cho các bác mã số 12 là 16 triệu đồng. Mã số 12 trong phiên ngày hôm nay ạ, tri ân 16 triệu nha các bác nhá. Đấy. Tính là tính gần giá tiền vàng với giá tiền công rồi các bác. Đấy, cái viên đá này đấy, nó quá đắt đỏ như thế này em để cho các bác 16 triệu đồng. Đấy. Đấy, những cái viên đá mà gần như là nó đắt ngang tiền, đắt hơn cả giá tiền vàng luôn các bác nhá. Đấy. Chốt cho em chiếc nhẫn mã số 12 là viên đá ruby đỏ thiên nhiên rất đẹp với giá là 16 triệu đồng. Đấy. Tiếp tục em lên mã số 13. Đấy. Đi qua những món trang sức. Đấy. Chiếc nhẫn đeo tay. Bên em lại lên giao lưu với các bác những chiếc đồng hồ nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ Hebros. Hebros này. Hebros mặt đẹp chưa các bác? Đấy, mặt vân kẻ sọc nhá. Đấy, mặt vân kẻ sọc dọc. Đấy. Tuyệt đẹp. Đấy. Một siêu phẩm đồng hồ trong phiên ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ Hebros. Niềng bọc vàng, 10k gold fill, đáy là thép inox. Đấy, chiếc này chạy bộ máy lên cót tay. Kim rốn cổ các bác nhá, bộ máy cơ cót kim rốn cổ điển. Đấy, em đo size cho các bác này. Size mặt là 33. Size mặt là 33 không tính núm các bác nhá. Đấy. Đấy, chạy bộ máy cót tay kim rốn cổ, các bác nhìn thấy quả mặt kịch độc chưa? Đấy, cả mặt này các bác nhìn yêu luôn. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này, các bác lên tay. Đấy. Cực kỳ chất. Một sản phẩm đồng hồ cổ, đấy zin. Zin đẹp. Đấy, giá thì cực kỳ yêu đến từ shop Đức Yo. Đấy, các bác nhìn lại mới keng các bác nhá, phần nước vỏ bọc vàng không bong chóc, không xước sát. Đấy, tất cả là zin, zin on. Đấy, zin như cục pin. Một chiếc Hebros mặt đập bộ máy cót tay kim rốn cổ góc 6 giờ, chạy cực kỳ bon bon và mượt mà. Những sản phẩm đồng hồ không có dây thì bên em sẽ lắp dây gửi cho các bác nhá. Chiếc đồng hồ Hebros ngày hôm nay mã số 13. Đấy, mã số 13. Bên em tri ân 2.600.000 đồng các bác nhá. 2.600.000 ạ, 2.600.000 cho sản phẩm kịch độc. Đấy, bộ kim cọc là lúa này, cọc số đôi này. Đấy, nét căng luôn. Nét căng mặt cực kỳ rực nha các bác nhá. Đấy, để cho các bác có 2.600.000 thôi, lắp dây cho các bác. Đấy, đồng hồ đấy, chạy kiểm tra rất kỹ trước khi gửi hàng cho các bác nhá. Đấy. Tiếp theo em lên mã số 7. Mã số 7 giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ Enika nhá, Enika mặt xanh. Đấy, một chiếc Enika mặt xanh, xanh blue. Đấy, xanh blue, màu xanh đại dương. Với size là 35. Size 35. Đấy, chiếc này chạy bộ máy cơ cót. Chiếc Enika chạy bộ máy cơ cót 17G các bác nhá. Đấy, Star Jewel 17. Ngôi sao chân kính này. Mặt màu xanh cực kỳ độc, thiết kế 3 kim một ô cửa lịch, các cọc số trắng. Đấy, rất là nổi trên nền mặt các bác nhá, rất là nổi luôn. Đấy, chiếc Enika. Đấy, đáy đa giác, đáy xoáy, đằng sau lại tiếp tục các bác ạ, có hình logo chú cá này, chú cá heo đang nhảy tung tăng luôn. Đấy. Đấy, một chú cá đang nhảy tung tăng trên biển luôn các bác ạ. Đấy, biển. Đấy. Trên biển, mặt biển xanh bao la đại dương. Đấy, chú cá nhảy tung tăng đằng sau đáy, tuyệt đẹp. Đấy. Đấy, chạy bộ máy cơ cót 17G size 35, vỏ thép inox các bác nhá. Đấy. Chiếc Enika ngày hôm nay tri ân cho các bác này, tri ân mã số 13 14 đi, mã số 14. Đấy, 1.900.000 nhá, 1.900.000 đồng cho mã số 14. Đấy, giá quá tốt rồi. Đấy, các bác không thể làm mà mua được những sản phẩm đẹp mà nó zin, nó mới, nó chất như bên em với cái mức giá rất là tốt tại shop. Đấy, tri ân cho các bác 1.900.000 đồng cho chiếc đồng hồ Enika mặt xanh blue đại dương. Đấy. Tiếp theo em lên mã số 15. Mã số 15 là một chiếc đồng hồ Geneva. Đấy, một chiếc đồng hồ Geneva, một phiên bản nội địa của Thụy Sĩ các bác nhá. Đấy, liên bang nội địa Geneva. Đấy, chiếc này thì mới tinh. Đấy, lớp bọc vàng mới tinh luôn. Đấy, nguyên cả đấy, tem từ nhà sản xuất gửi về. Đấy, các bác tay gán tem vào. Đấy, gán tem trước khi gửi về các bác nhá, mới tinh luôn. Đấy, bác nào
thích những chiếc đồng hồ cổ size to thì các bác có thể lựa mẫu sản phẩm này. Đấy, chiếc này lên đến 36 lận các bác nhá. Size là 36 lận. Ui xồi, quá to các bác ạ. Mặt trắng rất nổi và rất bắt mắt. Đấy, thiết kế 3 kim, một ô cửa lịch góc 3 giờ này. Đấy, các bộ kim cọc mạ vàng, cái đá đen nhá, rất nổi, rất bắt mắt trên nền mặt trắng. Đấy, 4 chân càng rất to. Rất to, rất dày các bác ạ. Đấy. To và dày bài. Các bác nào mà yêu thích những chiếc đồng hồ cổ, đặc biệt là những phiên bản size to thì các bác có thể chốt mẫu sản phẩm này. Đấy, bên em để cho các bác một cái mức giá rất là tốt. Đấy, các bác nhìn xem mới keng nhá. Đấy, các bác nhận hàng, sẽ giống như bên em mô tả trên video quảng cáo thôi. Đấy, không khác một chút nào. Đấy, đẹp là đẹp các bác nhá, đẹp là sẽ đẹp, mà xấu thì sẽ xấu các bác. Đấy, mà đã xấu thì bên em không bán, không bán cho các bác nhá. Đấy, đấy, bên em chỉ chơi hàng đẹp, hàng tuyển thôi. Đấy, chiếc đồng hồ Geneva chính hãng Thụy Sĩ ngày hôm nay, những cái phiên bản cổ điển, bọc vàng, 10 microdom, máy cơ tự động các bác nhá, máy cơ tự động 17 chân kính, size 36 không tình lùm. Một chiếc đồng hồ rất đẹp và rất mới ạ. Để cho các bác mã số 15. Mã số 15 là 3.300.000 đồng các bác nhá. 3.300.000 đồng. Đấy. Size 36 các bác ạ. Đấy, những chiếc đồng hồ cổ size 36 kiếm rất khó luôn, cực kỳ khó các bác nhá. Đấy, chốt cho em mã số 15. 3.200.000 đồng. Tiếp theo em lên mã số 16 giao lưu với các bác này. Mã số 16 là một chiếc kính Amor. Một chiếc kính Amor đến từ Pháp nha các bác nhá. Đấy, một chiếc kính kiểu dạng Amor. Amor cầu to, cầu to bản gọng to các bác nhá. Đấy. Đấy, chiếc này thì, đấy, chiếc kính cổ rất là hiếm các bác ạ. Size là 13.8 này. Đấy, các bác sẽ phải đấy, chết ngất vì mẫu kính này bên em. Đấy, một chiếc kính Amor made in France nhá. Đấy. Các bác nhìn cầu to thiết kế một đường kẻ ngang dát vàng. Đấy, tiếp tục phần gọng này, gọng bản to cũng được thiết kế theo phong cách dát vàng luôn. Đấy, các bác nhìn lại gọng thiết kế theo phong cách dát vàng. Một chiếc kính Amor, kính cổ bọc vàng. Đấy, chuyện chỉ số ở cầu quá nhá. Đấy. Chuyện chỉ số bọc vàng ở cầu đây. Đấy. Chiều dài của cái phần chuôi là 140 các bác nhá. Đấy, chiều dài phần chuôi tính từ này, đây đến phần chuôi là đấy, chiều dài của phần gọng đấy là tính từ đoạn chuôi này đến đoạn đầu này là 140, 14 cm các bác nhá. Đấy. Một chiếc kính Amor, kính cổ bọc vàng các bác ạ. Chuẩn zin nguyên bản luôn. Độ mới hoàn hảo các bác nhá, rất là to bản luôn các bác ạ. Đấy, độ mới hoàn hảo. Size ngang kính là 13.8 nhá. Đấy. Chiếc này thì không có mắt ạ, về các bác sử dụng thì các bác lắp mắt theo nhu cầu của bác. Đấy, các bác lắp mắt cận, mắt lão hoặc là mắt dâm đi đường đều được hết nhá. Đấy, kính thì bên em về thế nào thì bên em bán cho các bác như vậy. Toàn những hàng thô, hàng nguyên mộc hết. Đấy. Không sờ ba, không đánh bóng, không làm lại gì hết các bác nhá. Đấy. Có chăng là bên em sẽ vệ sinh lau chùi qua cho các bác thôi. Đấy. Đấy, không sử dụng các cái chất tẩy, cái công nghệ gì cả. Đấy, bán hàng cổ là phải bán hàng zin cho các bác. Chiếc kính mã số 16 nhá, mã số 16 trong phiên ngày hôm nay để cho các bác là 3.400.000 đồng nhá. 3.400.000 đồng cho chiếc kính Amor cổ bọc vàng. Đấy, size rất là to, 13.8 zin hết. Đấy, mỗi tội không có mắt thôi. Đấy, về các bác lắp mắt theo nhu cầu các bác nhá. Đấy. Tiếp tục em lên mã kính số 17. Đấy, các bác đợi em một chút. Mã số 17 giao lưu với các bác một chiếc kính cơn. Đấy, đây là một chiếc kính cơn si nhá các bác. Đấy, một chiếc kính cơn hàng cổ. Đấy, nhưng mà chất liệu là si mạ vàng các bác nhá. Đấy, không phải là kính bọc đâu. Đấy, bên em cũng nói rõ trước cho các bác. Đấy, đây. Si nhá các bác nhá, mạ vàng. Đấy. Nhưng mà là kính cổ, kính xịn ạ. Các bác có thể nhìn thấy ở hai bên phần gọng càng không? AO American không? Đấy, một chiếc kính AO kính cơn của Mỹ nhá. Đấy, kính mạ vàng, kính xi. Đấy, chuẩn luôn. Đấy, hai bên đều khắc American Optical này. Đấy, 51/2. Đấy. Cho các bác chiêm ngưỡng hết toàn bộ. Đấy. Đấy, ký hiệu triện. Đấy,
bên em bán cho các bác, mình không giấu các bác một cái điều gì cả. Kính đẹp là đẹp, đồng hồ đẹp là đẹp các bác nhá. Zin thì em bảo zin. Đấy. Các bác cứ mua giao lưu với shop. Đấy, một lần xem. Đấy, bên em bán hàng lâu dài các bác nhá. Đấy. Có điều kiện thì các bác ủng hộ shop. Đây là những cái món đồ chơi thôi, cũng là những cái món đồ đấy, quà tặng, quà biếu. Đấy, các bác tặng cho những người anh em, bạn bè chiến hữu, đấy, cho những người thân yêu, yêu quý của mình. Đấy. Tặng tiền thì rất là dễ các bác ạ, nhưng mà tặng những cái món đồ quý và giá trị đấy, thì không phải ai cũng người ta cũng làm các bác nhá. Đấy. Đấy, một chiếc kính cơn, hàng chuẩn xịn của Mỹ các bác nhá, kính kính cổ ấy, size 135, size ngang kính là 135, kính mạ vàng đấy. Để cho các bác chiếc kính cơn đẹp zin nguyên bản, đấy, có mắt rồi, đấy, chiếc này mắt, đấy, mắt dầm đi được. Các bác thấy rất là dịu không? Đấy. Để cho các bác chiếc kính này, mã số 17. Mã số 17 cho chiếc kính bên em để cho các bác là 3 triệu nhá. 3 triệu đồng cho mã số 17. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy, những cái chiếc kính hoặc là những chiếc đồng hồ các bác chốt bên em. Đấy, bao giờ thì bên shop cũng mô tả rất là kỹ và chi tiết cho các bác. Đấy, và mã sản phẩm số 18 bên em lên trong ngày hôm nay là một chiếc thắt lưng các bác nhá, Harley Davidson, một phiên bản kỷ niệm mô tô Harley Davidson các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thấy quả đại bàng chưa, quả đại bàng tung cánh trời Âu chưa. Đấy, biểu tượng quyền lực của nước Mỹ này các bác nhìn này. Chiếc thắt lưng này là một phiên bản limited nhá các bác nhá, 1994. Đấy, 1994. Đấy, có 10.000 chiếc thì đây là một chiếc, này là chiếc 1914. Đấy, một chiếc thắt lưng phiên bản đấy, kỷ niệm Harley Davidson đến từ Mỹ các bác nhá, Made in USA này. Đấy, dành cho các bác nào dân chơi các bác thích. Đấy, các bác thích chơi đồ lính, đồ Mỹ các bác. Đấy, đấy, thích những cái sản phẩm chất. Các bác chơi một quả thắt lưng đỉnh cao này luôn các bác ạ, rất hiếm nhá. The Best Eagle này. Đấy, and Harley Davidson. Đấy. Đấy, cái đại bàng biểu tượng của nước Mỹ các bác nhá. Đấy, những cái chú chim đại bàng tung cánh biểu tượng cho quyền lực của nước Mỹ và sự tự do các bác ạ. Đấy, chúng ta bay lượn trên bầu trời, chúng ta đấy là sự tự do. Đấy, trên không trung và đấy chúng ta xải những cái đôi cánh dang rộng rực rỡ hùng mạnh như thế này. Đấy, đấy đỉnh cao luôn các bác ạ. Đấy, những cái chú đại bàng là biểu tượng của nước Mỹ các bác nhá. Đấy, Harley Davidson các bác thấy chưa. Đấy, chiếc thắt lưng này chất liệu được làm bằng gang các bác, được làm bằng gang thép, nó rất là nặng các bác ạ. Và em khẳng định với các bác luôn là các bác dùng đến hết đời các bác truyền sang đời con cháu mình cũng không thể làm mà nó hỏng được các bác ạ. Nó rất là dày và cực kỳ nặng. Đấy, ngang là 9 phân và kích thước dọc là 7 phân các bác nhá. Ngang 9 phân, dọc 7 phân. Đấy, cực kỳ to, rất nặng. Đấy, một đây gần như là một cái tác phẩm nghệ thuật, một cái bức tranh các bác. Đấy. Đấy, các bác làm đấy, về các bác làm những cái món thắt lưng đấy, các bác về các bác luồn dây ra vào đây các bác sử dụng nhá. Đấy. Đấy. Đấy, những cái chất liệu bằng gang thép đúc rất nặng, rất bền. Đấy, được khắc đấy, bản limited, một chiếc thắt lưng đấy, rất đẹp ngày hôm nay các bác nhá. Mã số 18 Harley Davidson Moto bản. Đấy, hình đại bàng tung cánh. Đấy, để cho các bác ngày hôm nay mã số 18 là 1 triệu đồng các bác nhá. Đấy, em để cho các bác 1 triệu đồng cho chiếc thắt lưng này. Đấy, các bác chốt cho em mã số 18 và em lên. Đấy, siêu phẩm tịch tập cuối cùng trong phiên ngày hôm nay. Đấy, siêu phẩm tịch tập nhá, mã số 19 cho các bác này. Đấy, là một sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền các bác nhá. Đấy. Đấy, một sợi dây chuyền các bác này, đẹp chưa? Các bác nhìn đi. Đấy. Một sự kết hợp của vàng vàng lẫn vàng trắng và các cái móc xích này. Các bác nhìn thấy các cái móc xích không? Đây. Các cái móc xích này.
Đấy, nó thiết kế nó đan xen với nhau. Đấy, nó tạo điểm nhấn rất là đẹp các bác. Đấy, sợi dây này còn khá là dài nhá. Đấy, các bác nhìn đầu móc khóa này. Đấy. Các bác nhìn đầu móc khóa này, vàng 10k các bác. Chất liệu là vàng 10k nhá. Đấy, em zoom kỹ cho các bác xem. Đấy, đây là các cái ký hiệu. Đấy, nhưng mà chưa dịch được các bác ạ. Đấy. Đấy, tiếp tục bên này. Khắc rất nhiều luôn các bác ạ. Đấy. Đấy. Đây, ký hiệu này. Đấy, một sợi dây chuyền vàng 10k các bác nhé. Đấy, hàng chuẩn là chuẩn, xịn là xịn. Đấy, giao lưu với các bác. Đấy, cái sợi dây chuyền này thì dây còn rất là dài các bác nhé. Các bác đeo vô tư thoải mái luôn ạ. Chiều dài nó phải cỡ phải tầm hơn 50cm. À quên, tất cả mà tháo ra thì là hơn 50. Còn nếu mà móc vào như thế này là vào khoảng 20-25 các bác nhé. Đấy, nếu như mà đang trong tình trạng mà móc vào đôi như thế này, đấy là 25. Còn chúng ta mà đo từ đoạn đầu đến đoạn cuối là phải khoảng hơn 50 các bác. Đấy, một cái sợi dây chuyền vàng 10k, một sự kết hợp giữa vàng vàng và vàng trắng rất đẹp các bác nhá. Đấy, các cái móc xích đan vào nhau. Đấy, cái sợi dây này thì đánh cũng khá là rỗng các bác, không nặng đâu. Đấy, trọng lượng chỉ có khoảng 4 chỉ 6 thôi các bác nhá, 4 chỉ 6 vàng thôi. Đấy, trọng lượng thì rơi vào khoảng 4 chỉ 6 vàng. Đấy, các bác chiêm ngưỡng đi nhá. Đấy, một mã sản phẩm kịch độc, mã cuối cùng trong phiên ngày hôm nay. Đấy, bên em lên giao lưu với các bác, cho các bác chiêm ngưỡng. Đẹp chưa? Đấy, các bác đeo trên cổ thì khẳng định luôn là các bác này, thể hiện độ chất chơi, đấy, độ dân chơi của các bác nhá. Đeo vàng bạc trang sức lên người bao giờ nó cũng làm đẹp. Đấy, nó làm tôn quý, đấy, tôn lên cái vẻ đẹp cao quý của con người mình các bác nhá. Đấy, là những món trang sức không thể thiếu trong bộ sưu tập phụ kiện đồng hồ, trang sức, nhẫn, vòng tay, kính các bác ạ. Đấy, và chiếc hôm nay em về chiếc vòng cuối cùng. Đấy, một chiếc vòng đeo cổ cuối cùng, mã số 19 trong ngày hôm nay, để cho các bác. Đấy, giá ngang tiền vàng các bác nhé, 13.800.000 đồng. 13.800.000 đồng. Đấy, chốt cho em mã số 19 trong phiên ngày hôm nay, mã cuối cùng các bác nhé, là 13.800.000 đồng. Đấy, cho cái sợi dây chuyền vàng 10k, sự kết hợp giữa vàng vàng và vàng trắng rất đẹp. Các bác cổ to các bác cũng có thể đeo vừa nhá. Đấy, thì là hôm nay thì 19 mẫu sản phẩm bên em lên và giao lưu với các bác. Đấy, hy vọng các bác sẽ ủng hộ. Đấy, chốt mẫu sản phẩm các bác sẽ ủng hộ cho shop bên em. Bây giờ thì xin phép dừng buổi video clip tại đây. Xin chào tạm biệt, xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Đấy, luôn luôn thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Đấy, và hãy luôn đồng hành ủng hộ cùng shop qua những video mới nhá. Đấy, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.